solution. Mai đeo quả mới, mình phải cắn chuồng ship từ bên Trung Quốc về đây. Chào anh em nha. Sao này cái hút xịn đấy, hút rất xịn của hút Việt sóng tình ấy, nó là của con cắt lớn. Nay thử đội cho con ưng này xem nó có vừa không. Độ giờ sợ nhất là nó là kêu làng. Yeah.
Chào anh nha. Tối chưa ngủ bác. Ai đang thử đội mũ, đội hút cho nó mà nó như bị điên. Qua tay cả 100 mét rồi anh ạ. Một cái trên cao mà đang hơi kém. Trên cao này đậu vào dây điện nó lắc cho hơn đánh vật. Con này hỗn lắm. Nói có lắm là nó đánh cả chủ luôn. Em con này cũng 2 hôm rồi anh. Nay là hôm thứ 2. Gọi là ép nhưng mà ăn vẫn phải cho cả hơn 100 gram ấy. Em chia làm 2 bữa. Bữa trưa em tập. Em cho ăn tầm độ 50. Bữa chiều em cho ăn khoảng độ 50. Nói chung là áng áng rồi cũng chưa tính cẩn thận. Nhưng mà nó như con điên luôn. Tập vào hút cho nó xem có được không. Khó vãi đái. Vâng, giờ em mới bắt đầu đội. Để hơi muộn một chút. Trước lông nó nhiều quá, lông ống nó còn nhiều quá nên em đội em sợ nó hỏng. Lì thì nó lộ tầm độ 3-4 hôm là quen mà anh. Bối
vẫn còn ép được mà. Đúng rồi, em biết là hơi muộn đấy nhưng mà chứ không thấy thương thương nữa. Hello Trần Công Huy. Né kinh lắm nhỉ, né kinh lắm. Ê, ngoan nào con. Chị giờ này lên xem chim em à? Hello chị nhá. Vào xem chim em nhá. Chị nhìn cái áo này ngon chưa? Chuẩn luôn. Mặc như con gái. Đùi trắng nõn. Chim lại to. Con của em chắc là giờ chỉ cho tập cho nó leo cây ít thôi. Còn đường thẳng thì ngon phết rồi. Cho nó leo cây cho nó khỏe tí. Sau đó em tập được một tuần, chắc cho tuần bay xa xa tầm 100 mét. Cho nó tập tăng tốc lên tí. Vào hút hôm qua đi chú em tập tốc độ không anh? Bay xa cho nó có tốc độ thôi. Còn bây giờ em toàn tập ở phố. Này nó leo cổ điện ngon lắm, nói chung là từ tầng 2 này nó xuống ngon lành luôn. Mà lần đầu tiên đấy. Ghét mũi nó điền quá. Hằng lắm, hằng máu lắm. Nó đần đần tí như con đại bằng ưng thì ngon. Đấy, độ hút giờ trông như điên đấy. Hello Quyết nha. Nay mới vào hút đến khổ luôn.
quyết đây kìa. Nó điên hơn con ưng ngày xưa em nuôi. Ngày xưa con điên, con ưng nhé, em nuôi ngày xưa nó toàn phi, nó đánh người luôn. Đói nó phi, nó đánh chủ luôn. Đấy, chắc nó thấy quyết sao. Con này mà anh không đội được, anh đi mang đổi chim chú. Con này nó vậy mà nó ngoan ấy mà. Chào anh Quyết đi con. Chết hờ thôi, chết hờ thôi. Bối còn khuất phục được cũng chỉ là cái loại non này. Xem nó lì hơn mình hay là ấy. Trẻ con mà em, chiều lắm nó sinh hư. Đúng rồi, nó chỉ nó nhảy nhìn nó hơi sót tí thôi. Còn hơn lông ống thì lông ống mà đội lúc mà nó đang chưa xong lông, đội nhìn cũng sót lắm. Nó cũng lăn như điên hết vậy mà. Phương anh chú ơi, em tập ấy là anh chú em tập là em toàn cầm găng thôi. Đầu tiên tập em sẽ tập cho nó khoảng độ tầm 3 ngày. Cứ giờ cho ăn xong em cho đứng găng. Mỗi lần được 5-10 phút. Đấy, còn tầm 3-4 ngày sau đó thì ngày thứ tư thứ năm bắt đầu là em cho nó đứng cầu. Đứng cầu qua đêm ấy, sáng sớm em mở nó ra. Thì gần như là im re mà. Chưa nuôi con đại bằng ưng lên vậy. Úi giời, đội hút nó còn lăn lộn kinh lắm, nó lăn lê bò choàng. Để nó lên cầu nó đi nó mổ khắp nơi. Sót quá, nếu mà sót chim quá là có khi khó có đội. Đấy, đứng như con thần kinh.
không cần đến tuần đâu anh ạ. Nó 3-4 hôm ấy là nghe em à. Thường là cứ cho ăn. Nhất là tập, em hay tập theo cái kiểu trước lúc cho ăn em tập. Như con cắt của em bây giờ em là nó có thấy hút là nó thích. Vì là nó nghĩ rằng là sau khi đội hút xong mở ra là bao giờ là cũng sẽ được ăn, cũng sẽ được bay nên là nó sướng lắm. Tầm 4 năm ngày nha, 4 năm ngày thì bắt đầu mới thả được, mới cho vào cầu được. Cho vào cầu cũng phải theo dõi, nếu mà nó lăn đất là cũng phải bỏ cho nó luôn. Không cân em ơi, anh vẫn cho ngày ăn khoảng độ tầm cũng nhiều đấy, ngày ăn một con cút khoảng độ tầm lạng 3-4 lạng, chia làm 2 bữa, anh tập vào trưa với tập vào chiều tối, cho ăn nó điên lắm. Nói là ép nhưng mà có ép đâu. Trước là cho ăn 3 bữa, bây giờ cho ăn có 2 bữa thôi. Nó sẽ mất khoảng độ tầm 15-20 phút là nó sẽ dẫy một lần. Cho lên cầu thì nó sẽ khó, nếu mà tùy từng con, có những con thì nó sẽ nhảy khi nó rơi xuống, mà có những con thì nó nhảy nó bám thì có khi là nó cứ loanh quanh ở trên cái cầu thôi, nó cũng không chạy đâu được. Vì nó nhấc một chân lên nó định đạp hút ra thì nó lại vướng. Một chân nó không vững, nó mất thăng bằng thì nó lại phải loay quay quanh cái cầu. Con của anh Tú bao nhiêu gam? Hai ba hôm trước em cho ăn lòi kèn mà cứ kêu để em cho ăn. Con em mà cho nhỏ nhanh nhỉ, form nó to, form nó được trông có to hơn ấn mái nhiều không? Nhiều con ít gan, nhiều cái form nó to nhìn nó sướng. Nào thôi Lily, đội mũ mà đội mũ cho lịch sự. Chim có khi nào nó giống chim của chủ không? Thank you.
Khi con của anh nhỏ nhất rồi. Nó võ gì chứ còn giờ con bé quá không không làm được cái gì, không nên việc rồi. Rồi đến giờ em đi ngủ đây, chào anh nhá, em đi ngủ thôi, phải hút ra cho nó để nó lên cầu thôi, chào anh nhá.